Em tên Hoa Mộc Miên, tôi chưa từng biết đến. Ngọc Linh xin mến chào tất cả các vị khán thính giả của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền và tất cả các quý vị sẽ theo dõi trên kênh YouTube của anh Nguyễn Huy Điền sau này. Hôm nay là một live show thứ hai của anh Nguyễn Huy Điền. Và riêng live show này thì Ngọc Linh có một cái điều rất đặc biệt. Ngọc Linh nghĩ rằng là đối với tất cả các ca sĩ trong chương trình này thì có nghĩa là Ngọc Linh là người đặc biệt nhất. Bởi vì có hai lý do. Cái thứ nhất là Ngọc Linh là một ca sĩ trình bày một các ca khúc mà anh Nguyễn Huy Điền đã tâm huyết. Và Ngọc Linh là người đầu tiên được anh giao nhiệm vụ để trình bày ca khúc này. Và cái thứ hai thì chính Ngọc Linh cũng là cái người producer, tức là tổ chức quay hình cho anh Nguyễn Huy Điền các live show này. Và đó là một điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc và hãnh diện được anh nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền tin tưởng và giao phó cho mình. Hai cái trọng trách này là một gánh nặng rất lớn trên vai Ngọc Linh. Nhưng vì yêu quý anh Nguyễn Huy Điền, vì cái sự đam mê của hai anh em và chúng tôi đã đến với nhau. Và chính vì những cái đam mê đó mà hai anh em chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Và tất cả các ekip của Ngọc Linh cũng như anh Nguyễn Huy Điền, chúng ta cùng nhau tạo lên tất cả những gì thuận lợi nhất và tốt đẹp nhất để cho ra đời một cái sản phẩm. Rồi sau này quý vị sẽ thấy một tâm huyết, một Nguyễn Huy Điền thật là lãng mạn, thật là tài năng của chúng ta. Và rất mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ, quan tâm và động viên chúng tôi nói chung và nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền nói riêng, một nhạc sĩ rất tài năng của nước Mỹ. Xin cảm ơn quý vị. Những hôm nay mộc miên như bao mùa thương nhớ, trong tôi bao đợi chờ em về trong nắng mai. Yêu em trong khao khát giữa rừng người mênh mông, hoàng hôn ánh trăng tà. Yêu em trong say đắm mãi mãi không rời xa.